Lý Dịch Phong là một diễn viên Trung Quốc nổi tiếng. Tên tuổi của anh gắn liền với bộ phim cổ trang Cổ Kiếm Kỳ Đàm được công chiếu vào năm 2014. Anh là một trong những nam thần đi lên bằng thực lực của mình với nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như Chu Tiên Thanh Vân Chí, Đạo Mộ Bút Ký, Rành Rành Nở Hoa. Nam diễn viên cũng giành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tiêu biểu là thần tượng sắc đẹp thanh xuân tại Cosmo Beauty Ceremony 2018 cùng nhiều danh hiệu khác. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng sinh viên của khoa chuyên ngành MC đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà làm phim nhờ vào ngoại hình điển trai cùng với chiều cao lý tưởng của mình. Bệ phóng đầu tiên. Lý Dịch Phong tên thật là Lý Hạ, sinh năm 1987 tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc và là con một trong một gia đình truyền thống. Anh tham gia cuộc thi Cố Lên Hảo Nam Nhi vào năm 2007, tuy phải dừng chân ở vị trí thứ 8, nhưng đây chính là bệ phóng đầu tiên đưa nam diễn viên tiến vào ngành giải trí. Ít ai biết rằng Lý Dịch Phong đã từng ra mắt với tư cách là ca sĩ với album đầu tay có tên gọi Cỏ Bốn Lá, sau đó phát hành hai album kế tiếp là Đu Quay Đứng và Tiêu Tiên Sinh lần lượt vào năm 2008 và 2009. Bộ phim đánh dấu vai diễn đầu tiên của Lý Dịch Phong trong sự nghiệp diễn xuất là Hoàng tử Tennis, được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản. Nam diễn viên nhận ra sự nghiệp diễn xuất mới là ánh hào quang thực sự của mình vì sau vai diễn đầu tay, anh đã liên tục nhận được nhiều cơ hội tỏa sáng trong các dự án phim khác và trở thành nam thần được săn đón nhất màn ảnh Trung Quốc. Hành trình khẳng định bản thân đầy gian truân. Năm 2010, Lý Dịch Phong nhận được lời mời tham gia vào Cổ Tích Chuyện Tình từ nam diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất nhì xứ Đài là Minh Đạo và có cơ hội đóng cặp cùng các gương mặt nổi tiếng như Trần Đình Ni hay Ngưu Manh Manh. Mặc dù chỉ đảm nhận vai nam phụ, nhưng với tạo hình đầy ngọt ngào, lãng tử, kết hợp cùng diễn xuất đầy cảm xúc của mình, Lý Dịch Phong đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ và giúp cho tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Tiếp nối thành công trước đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia vào hai bộ phim cùng series là Hạnh Phúc Ngày Nắng và Hạnh Phúc Ba Ngôi Sao với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Vai diễn xuất sắc trong phim đã giúp Lý Dịch Phong nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp là nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại TV Drama Award. Điều đó đã phần nào khẳng định được thực lực diễn xuất tài ba của anh. Năm 2012, anh hóa thân thành một người có bệnh tâm lý trong Lời Nói Dối Ngọt Ngào và liên tục thử thách bản thân trong các thể loại phim khác nhau như cổ trang với vai phụ trong Sát Thủ Đại Nội hay phim tình cảm lãng mạn là Tình Yêu Chân Thật và Thiên Kim Trở Về. Phải nói rằng, dù dấn thân vào con đường nghệ thuật bằng ca hát, nhưng diễn xuất mới thật sự đem lại cho Lý Dịch Phong nhiều cơ hội và hào quang hơn. Phải đến khi hóa thân vào Bách Lý Đồ trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, thì tên tuổi của Lý Dịch Phong mới thật sự tỏa sáng trên bầu trời của nền điện ảnh Hoa ngữ. Đây là một trong những bộ phim cổ trang được đầu tư vô cùng công phu nhất. Với hàng loạt diễn viên tên tuổi khác như Dương Mịch, Trịnh Sảng, Mạ Thiên Vũ, Trần Vĩ Đình, Cao Vĩ Quang hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Có thể nói rằng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm chính là cơn lốc nâng tầm tên tuổi Lý Dịch Phong khi bộ phim lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các nước châu Á. Bằng vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất tự nhiên, sự nổi tiếng của Lý Dịch Phong nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Năm 2014 cũng là một năm bùng nổ của Lý Dịch Phong khi anh được bình chọn là nam diễn viên trẻ phong cách nhất năm, ngôi sao được yêu thích nhất năm và nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm. Nếu 5 năm trước là chặng đường đi tìm chỗ đứng trong làng giải trí và khẳng định bản thân trong sự nghiệp diễn xuất, thì tiếp sau thành công của Cổ Kiếm Kỳ Đàm chính là hành trình vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp của Lý Dịch Phong. Khẳng định thực lực diễn xuất qua hàng loạt siêu phẩm. Thừa thắng xông lên, Lý Dịch Phong phủ sóng màn ảnh Trung Quốc bằng nhiều bộ phim chất lượng như Oan Gia Kiếm Khách và Đợi Em Ở Bắc Kinh. Chính tài năng diễn xuất tự nhiên và đầy lôi cuốn của nam diễn viên đã tạo nên thành công rực rỡ cho mỗi tác phẩm anh góp mặt. Sau Bách Lý Đồ Tô trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm năm 2016, Lý Dịch Phong lại một lần nữa gây ấn tượng với một chương tiểu phàm kỳ bí, ma mị trong bộ phim cổ trang tiếp theo là Chu Tiên Thanh Vân Chí. Tuy kịch bản phim lại bị đánh giá là rời rạc, dài dòng và khác xa so với nguyên tác, các kỹ xảo trong phim cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi bị lạm dụng quá đà và chưa thật sự trau chuốt, nhưng đây có thể coi là một trong những bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Lý Dịch Phong. Tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn,
trở nên nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà ở cả Việt Nam và các nước châu Á khác vì dàn diễn viên hùng hậu với diễn xuất tốt như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Mao Tuấn, Lưu Học Nghĩa, Đường Nghệ Hân, Hà Trung Hoa, Huỳnh Hải Băng, Lý Thần Hạo. Không để bản thân bị gắn mác một màu khi chỉ theo đuổi dòng phim cổ trang, anh tích cực tìm kiếm các kịch bản phim hiện đại nhờ nụ cười ngọt ngào, vẻ ngoài lãng tử, hiền lành cùng lối diễn xuất tự nhiên nên Lý Dịch Phong cái tên được nhiều nhà đạo diễn phim chọn mặt gửi vàng. Năm 2015, anh tham gia vào bộ phim Hoạt Sắc Sinh Hương và thủ vai Ninh Chí Viễn, một chàng trai hoạt bát vô tư nhưng lại hết sức chân thành, sâu sắc và không ngại liều mạng để bảo vệ người mình yêu. Bộ phim không chỉ thu hút khán giả bởi nội dung phong phú và hấp dẫn, mà còn vì sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Đường Yên, Trần Vĩ Đình, Đường Nghệ Hân, Thư Sướng và Lý Khê Nhuế. Cũng trong năm đó, bộ phim Đạo Mô Bút Ký đóng cùng Đường Yên và Dương Dương của Lý Dịch Phong đã một lần nữa khẳng định tên tuổi cũng như thực lực của nam thần Thành Đô. Mặc dù đã trở thành nam thần được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, nhưng Lý Dịch Phong luôn không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình thông qua hàng loạt các bộ phim như Ma Tước, Anh Đợi Em Ở Bắc Kinh, Bí Mật Mà Vĩ Đại, Hào Thủ Vào Vị Trí. Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, mà nam diễn viên còn thể hiện rất xuất sắc trong các bộ phim điện ảnh, trong đó có thể kể đến phim như Phanh Nhiên Tinh Động, Để Thi Đẫm Máu, Thế Giới Động Vật. Tác phẩm tiêu biểu của anh trong năm 2015 là Lão Pháo Nhi đóng cùng Ngô Diệc Phàm và đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim thành công tiếp theo của nam thần tài năng là Danh Danh Nở Hoa do MC Quốc Dân Hà Cảnh làm đạo diễn. Trong phim, Lý Dịch Phong hóa thân thành một chàng trai đáng yêu ngọt ngào, đầy lãng mạn với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Chuyện tình cảm của những nam thần trong làng giải trí Hoa ngữ luôn là chủ đề được cánh báo chí cũng như người hâm mộ quan tâm. Và Lý Dịch Phong cũng không phải là ngoại lệ, dù anh là nam diễn viên kín tiếng, nhưng anh lại là một trong những người có tin đồn tình ái nhiều nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ. Và đình đám nhất trong số đó phải kể đến mối tình với Dương Mịch. Hàng loạt tin đồn tình ái. Qua hai lần hợp tác trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Phanh Nhiên Tinh Động, anh và nữ diễn viên trở thành cặp đôi màn ảnh được khán giả vô cùng yêu thích. Thời điểm đó, Dương Mịch đã kết hôn cùng Lưu Khải Uy, nên tin đồn Dương Mịch ngoại tình với Lý Dịch Phong khiến hôn nhân đổ vỡ xuất hiện vào cuối năm 2015 đã gây chấn động các mặt báo. Mọi chuyện càng đi xa hơn khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức ly hôn vào năm 2018. Không chỉ danh tiếng của Dương Mịch mà Lý Dịch Phong cũng đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng từ sau vụ lùm xùm này. Và để chứng minh cho sự trong sạch của mình, nam thần 33 tuổi đã đệ đơn kiện lên tòa để yêu cầu bồi thường cho những tổn thất của mình vào năm 2018. Vào tháng 9 năm 2002, tòa án đã ra phán quyết Lý Dịch Phong thắng kiện, đồng thời bên bị cáo sẽ phải xin lỗi và bồi thường 20.000 tệ. Lý Dịch Phong cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Dương Tử khi cả hai cùng hợp tác trong Chu Tiên Thanh Vân Trí. Người hâm mộ của cả hai không ngừng gán ghép cặp đôi vì mối quan hệ trong cuộc sống của họ khá tốt và vì một phần cả hai được nhận xét là rất có tướng phu thê. Tin đồn tình cảm với người dẫn chương trình Happy Camp Ngô Hân xuất hiện từ sau một lần song ca trong lúc tham gia chương trình khi Lý Dịch Phong có những cử chỉ khá thân mật để an ủi Ngô Hân khi bị lạc giọng. Không nói quá khi nhận xét rằng Lý Dịch Phong là nam thần đào hoa nhất làng giải trí Trung Quốc khi được ghép đôi với mỹ nhân cổ trang Đường Yên, thậm chí từng có nhiều bài viết và bằng chứng của cả hai nhưng bị Lý Dịch Phong phủ nhận. Mặc dù vướng phải không ít thị phi trong giới giải trí xô bồ và đầy chiêu trò, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Lý Dịch Phong là một nam diễn viên có đời tư khá trong sạch và sự nổi tiếng của anh hoàn toàn là dựa vào thực lực. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!